Ngày 20 tháng 1, đoàn công tác Quỹ ban nhân dân quyện An Phú do ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Quỹ ban nhân dân xã Vĩnh Trường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Vĩnh Trường đã đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội địa phương hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và dược so kế hoạch. Nổi bật là các chỉ tiêu như tổng sản lượng lương thực đạt 11.937 tấn, đạt hơn 119% kế hoạch năm. Sản lượng thủy sản thu hoạch được 565,6 tấn, đạt 141,4% kế hoạch năm và thu ngân sách trên địa bàn đạt tỷ lệ 100%. Tại buổi làm việc, địa phương còn kiến nghị đến đoàn công tác của huyện một số vấn đề như tiếp tục đầu tư mở rộng lộ giao thông nông thôn đoạn từ ngã ba đường tắt đến bến đò Phạm Sáng, tạo nên trục phát triển kinh tế Tân Châu An Phú và ngược lại. Sớm sửa chữa cổng cầu Vĩnh Trường An Phú để người dân tham gia giao thông được thuận lợi. Xem xét việc chuyển đổi công năng chợ Vĩnh Trường vì nhiều năm không hoạt động. Các kiến nghị của địa phương đã được các ngành chuyên môn quyện giải trình cụ thể và định hướng thực hiện, cứ phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền An Phú, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 của xã Vĩnh Trường. Đồng thời, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền yêu cầu, năm 2022, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như quan tâm thực hiện tốt các chính sách, đặc biệt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, khảo sát tình trạng khu dân cư đầu cồn ấp Vĩnh Bình, đề ra các giải pháp cụ thể trong việc quy động trẻ bán trú để trường mầm non vĩnh trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện tốt công tác tuyển quân phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội đặc biệt là kiên quyết triệt xóa các tệ nạn xã hội trên địa bàn nâng cao tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ, quy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng quỹ, hội đồng nhân dân đề ra năm 2022 và những năm tiếp theo.